chào các bạn, mình là Đặng Trang đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm ra một trò chơi SCP trên Slack phần 2 nha. Thì nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ nhấn like và subscribe kênh mình. Và nhớ để chuông thông báo để mà biết những thông tin mới về kênh của mình nha. Giờ bắt đầu nào. Thì phần trước thì chúng ta đã làm ra một cái chương trình SCP-173 là làm ra cái con SCP đó và làm ra cái lúc cái thanh nhắm mắt, là làm cái màn hình đen là lúc mà mình chuẩn bị nhắm mắt ấy, rồi làm ra người chơi, làm ra SCP là cuối cùng là cái tầm nhìn nè. Đấy, và hôm nay chúng ta sẽ làm cho nó theo một cách được hơn nữa, đó chính là làm là cái tầm nhìn của nó được hơn ấy. Cho các bạn biết sao không? Sao mà làm phần 2 không? Các bạn nhìn nha. Đây. Nó ở trong vòng tròn thì nó mới được. Mà lúc mà mình đổ vòng tròn trên đây ấy, thì nó vẫn bị ấy. Vậy. Đấy, mình vẫn nhìn nó mà vẫn bị. Thì nó sẽ trở nên hư cấu. Nên là chúng ta sẽ tạo ra phiên bản 2.0 à. Chúng ta nhấn nút Save to your computer à. Write to your computer. Rồi chúng ta đặt tên nó là game đúng không? 2.2.2.0 xong rồi chấm server 3. Đấy. Rồi vậy rồi đúng không? Đấy. Giờ chúng ta để giờ các bạn xem nha. Chúng ta đã có hai cái tiệp à. Bây giờ nó chính là SCP-173 game 2.0 và SCP-173 game. Thì giờ các bạn thấy ấy, các bạn hãy cân nhắc. Thì các bạn nhớ phải vào cái chương trình SCP-173 game 2.0 mà để lập trên đây nha. Rồi. Giờ cái phiên bản 2.0 này ấy, chúng ta sẽ bỏ cái tầm nhìn đi. Và chúng ta sẽ tạo ra một cái đối tượng. Chúng ta tạo ra một cái đối tượng à. Để mình ẩn cái đây đi. Đợi mình nha. Ok. Rồi. Giờ chúng ta làm nha. Coi check out defense. Đây. Chúng ta bật vô slide 2 à. Chúng ta đặt tên nó là tầm nhìn. Nhưng mà nó sẽ là một cái tầm nhìn khác nha. Tầm nhìn nè. Đấy. Giờ chúng ta bật vô custom à. Chúng ta vỉ ra một kia kiểu hình tam giác mà là dài ấy. Kiểu vậy. Rồi chúng ta vỉ đơn giản trước ơi. Đây. Rồi kéo một cái, các bạn nhấn ở giữa tâm ấy, các bạn kéo một cái lên đây à, cỡ 3 ô không. Sau thêm một xong lên các bạn copy đây. Đâu. Các bạn vỉ thêm một cái ở dưới đây nữa. Vỉ thêm một cái cỡ 3 ô nữa. Là tiếp theo các bạn nhấn vô đây à, các bạn làm cho nó phóng to lên, phóng to cái đây lên. Và các bạn nhớ đợi cho cái màu nha, cái màu nó sẽ là cái màu vàng, nhưng mà có điều là nó sẽ đậm đậm nha, nó sẽ kiểu vậy đấy, đây kiểu vậy đây đấy. Rồi tiếp theo chúng ta làm cho nó to lên. Đặt ký đây em một đi. Rồi to lên. Rồi chúng ta kéo ra đây à. Chúng ta làm cho nó to lên nữa. Và cái này nó sẽ lắc lên to. Siêu to khổng lồ. Ui. To á. Ui vô hơi to. Đợi mình nha. Chắc là sắp hết đúng không ạ. Ui, to hơi to rồi đấy. Rồi cây to cỡ mới ra khỏi màn hình quay, vượt qua trong ngoài màn hình luôn. Đấy. Chúng ta kéo nó vô trong này. Ui, chết. Đây. Kéo nó vô trong ở giữa tâm đây à. Kéo vô nha. Cái này hơi bị chút. Wait. Rồi. Đỡ nó giữa trong cửa dây. Ôi.
Rồi ok, vậy nha. Rồi tiếp theo, chúng ta sẽ nhấn chúng ta sẽ đổi cho nó tiếng Việt à. Nếu các bạn nào khỏi có tiếng Việt thì cũng được. Ok, rồi chúng ta bật vô nhóm sự kiện ấy, chúng ta thêm cái khối lệnh khi bấm vào lá cờ màu xanh thì nó sẽ lặp lại mãi ấy. Nó đi tới kia, nó đi tới người chơi. Thì bởi vì cái này để cầm nhìn đấy, mình định muốn cho người chơi nó có cái tầm nhìn bên đây à. Các bạn nhìn nha. Đấy, kỳ vậy à. Rồi, giờ tiếp theo ấy chúng ta. Giờ các bạn thấy người chơi di chuyển nó di theo đúng không? Rồi nha, đi tới người chơi. Rồi. Rồi, các bạn thấy nó di chuyển khi mà mình đi theo, nó đi theo mình và nó cũng di chuyển theo mình đúng không? Giờ tiếp theo vậy muốn cho nó xoay xoay lại giống như là mình đang quay 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 lại thì cho nó là gì ta, đây hướng, đặt hướng băng cho không phải là hướng vào phía người chơi, bởi vì nếu mà hướng vào phía người chơi nó sẽ quay ngược lại á. Rồi chúng ta thì thêm khối lệnh đặt hướng băng, bật vô cái bàn, bật vô nhóm kèm biến, thêm cái này à, chỉ nó hành người chơi và cũng không bật cho nó không phải rồi ít mà là thay đổi nó bằng hướng đấy, đặt hướng bằng hướng của người chơi thì hướng nó sẽ giống hướng của người chơi đấy, như vậy. Vậy các bạn thấy nó bị cong đúng không, nó bị cong vậy à. Vậy thì chúng ta sẽ ngắn vô đây nha. Ui to á, hơi to chút rồi mình nha. Rồi đây chúng ta tìm cái phần này ta, chúng ta tìm cái phần xoay à. Đây các bạn xoay xoay cỡ 45 độ ấy, xoay 45 độ đấy, kiểu dây là các bạn đỡ vô tâm. Rồi đấy các bạn thấy không, nó đã hiện cái này rồi đúng không? Đấy giờ là tiếp theo ấy, chúng ta giờ thấy nó chi lại mất cái màn hình không nhìn thấy SCP hay gì ấy. Chúng ta chỉ bật vô nhóm hiển thị, chúng ta đặt hiệu ứng là ta đây, hiệu ứng bóng ma là 80 cho mờ mờ lại. Mình đỡ ở trong đây cũng được. Rồi đấy các bạn thấy chưa, ha cái này nó hơi coi đặt số 4 ơi cho các bạn có thể nhìn vậy đấy. Rồi ok được rồi ấy. Giờ là tiếp theo đây các bạn, ôi các bạn thấy cái này nó ở cái này nó nhìn từ bên trong người vậy, nó phải nhìn từ mắt trước chứ, nó phải nhìn từ mắt cho phải ở bên trong người mình, nên là chúng ta đặt cho nó đi tới người chơi đúng không, đi tới người chơi, đi đến người chơi à, xong lâu à di chuyển 10 bước không đặt hướng mang hướng của người chơi trước, là lúc mà nó đặt hướng xong một quái là nó sẽ đặt hướng, nó chỉ nhìn ở hướng giống như người chơi, là nó di chuyển 10 bước thì cái này nó di chuyển theo hướng vậy, nó sẽ chụp lên kia kìa. Mình đặt 14 đi. Rồi đấy kìa, đấy 16 là đấy, các bạn thấy chưa đấy. Giờ tiếp theo để mình đặt 18 đi, mình thích 18. Là ok được rồi. Giờ tiếp theo ấy chung, giờ cái con mình nhìn vào mà SCP đó nó vẫn chạy lại chỗ mình này, nên là mình sẽ bật vô SCP 173 nha. Mình đặt cho nó là nếu ấy nó không phải chạm vào tầm nhìn, thay vì đó nó không phải chạm vào tầm nhìn này, do tầm nhìn kia mình đã xóa rồi. Rồi chị em nói thử. Đấy, thấy chưa? Đấy, các bạn thấy chưa? Ôi. Đấy, gì vậy á? Ồ, mất hồn. Ồ, cái này hơi kinh nha. Thôi, cái nhắm mắt này nó phải đứng tới trước nha. Nên là do cái này nè, cái tầm nhìn này ấy thì nó bị chi trong cái phần
nó cũng hiện lên trong lúc mấy màn hình nó đang đen ấy. Thì nếu các bạn muốn nó vậy thì được, thì mình cũng thích kiểu vậy. Còn nếu các bạn không muốn ấy, không muốn cho lúc mà màn hình lúc mà đang nhắm mắt mà nó vẫn có cái hình này ánh sáng này à, thì các bạn nhấn vào đối tượng nhắm mắt này à. Nhắm mắt màn hình đây và các bạn thêm cái khóa lệnh đào tà đi tới phía lớp trên cùng, thì lúc nó nhắm mắt thì nó sẽ hết thấy cái ánh sáng nữa đấy. Nhưng mà mình thích kiểu ánh sáng nó hiện cho lúc mà đang nhắm mắt, cái này mình hay thích hiệu ứng hay. Rồi ôi đấy vậy á, đâu đấy các bạn nào muốn cho cái tầm nhìn này ấy nó cũng hiện trong cái màn hình bóng ma đó ấy. Thôi đặt nó là đi tới phía lớp cho cùng đấy. Ui đấy rồi giờ tiếp theo là cái quả SCP. Giờ là cái gọi SCP mỗi lần nó thì dùm giờ thông tin thật của nó ấy, mà lúc mà nhắm mắt thật là không nhìn để ý đến nó, nhìn nó thì nó sẽ di chuyển đúng không, nhưng mà nó di chuyển theo kiểu khác, kiểu như là nó sẽ nó sẽ xoay người, nó sẽ di chuyển nhanh đấy, nó không phải là đi giống đó, không phải là chạy nhanh thì là di chuyển nhanh, nó là từ giống như từ bên trái nó dịch sang bên phải luôn. Y hệt như là nó teleport đấy, nó dịch chuyển chút lại chút chút ấy, kỳ vậy. Nên chúng ta sẽ làm cho nó không phải di chuyển 6 bước nữa, đây nó di chuyển 10 bước à, thôi đợi 1 giây, đấy đợi 0,5 giây. Là đây cũng di chuyển 10 bước nhưng mà nó chỉ đợi 0,5 giây. Cái này nhìn nha. Ô cái này chậm quá. Mình đặt 3 rồi mình đặt 24 đi. Coi thử. Đâu. 40. Đúng rồi. 40. Ôi ơi 400 rồi 40. Rồi. Đâu đâu đấy, nhưng mà các bạn thấy nó chạy hơi chậm không, thôi mình đặt cái này 104 cho nó khó, rồi còn đây là 45 lâu, thôi nó tăng độ khó cho nó giống à. Ô đâu ô đâu đấy. Đấy nó chạy, mình đâu có chạy kịp nó đâu. Nó không phải chạy tới mình đâu. Thế nó chỉ không. Đấy, nó chỉ chạy tới mình vậy đúng không? Vậy là ok. Ok, perfect. Đặt 50 luôn. Chơi, chơi dài luôn. Chơi dài luôn các bạn. Ôi ok rồi thì video này đến đây để kết thúc rồi, thì nếu các bạn hay thích video này ấy thì các bạn nhớ nhấn một like share subscribe và các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần mô tả để mà mình đáp ứng yêu cầu của comment các bạn nha. Rồi thì với các bạn bye bye, mình sẽ làm phần 2 cho các bạn nha. Giờ cho một xin cho các bạn và bye bye.